Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay em sẽ giới thiệu với anh em một cặp loa rất là bự. Cặp này là JBL 100, dòng loa của Mỹ. Thì như anh em có thể thấy thì cặp loa này thì bát của nó là bát 40, chét là chét kèn. Khi mà mua ở bên Nhật thì nhìn nó bé bé, tưởng là nhỏ, ai dè về nó to quá trời to. Dòng này nó là cái dòng sân khấu, karaoke sân khấu. Nó rất là bự, anh em có thể thấy. Loa này nó là JBL ZAX 100. Bát của nó là bát 40, chét là chét kèn. Toàn thân là được bọc nhung. Công suất là từ 200 cho tới 500W. Có lẽ tại vì nó là dòng sân khấu nên là nó rất là bự. Nhìn trên cái ảnh ở trên Yahoo nhìn tưởng nhìn nó bé bé. Trời ơi mẹ, nhìn hết hồn, mẹ trả tiền ship mà điên luôn. Đó. Nói chung là gặp cặp này em tưởng mấy cái cặp JBL nó nhỏ nhỏ, ai dè cặp bự. Tại vì anh em thường thấy em bán là bán mấy cái dòng loa nhỏ, chứ mấy cái dòng bự trà bá này thì em ít chơi về, nhìn hết hồn luôn. Ở kia là anh em có thể thấy là cái gì nhỉ? Phải đi mua thêm cả cái vang số với cả mic micro gắn vào cái âm ly đờ lông kia để hát hò tí. Nhưng mà con này loa sân khấu phải công nhận bát 40 nghe nó đã thật. Khủng. Nói chung là khủng. Con này mà ví dụ mà mang về quê mà hát karaoke hoặc là làm thêm một quả súp nữa thì thôi rồi, ránh chắc là cả làng nghe thấy. Tại vì nó rộng và loại này là dòng kiểu như là loa lén này. Con này sản xuất ở Mỹ. Anh em có thể thấy ai phải đi kiếm cái rắc này. Trước giờ đâu có làm rắc này đâu. Tại vì em không có chuyên mấy cái dòng này. Đó. Anh em có thể thấy JBL. Con này nó sản xuất là made in USA luôn. Design cũng là của Mỹ. Dòng sân khấu này, 200-500W. Nghe tiếng thì cực hay. Khỏe. Mấy quả gì nhỉ? Bốt 301 thì không ăn thua. Con này khỏe lắm. Bánh nhỉ? Kinh khủng. Mở tí cho anh em nghe. Nói chung là nghe là khác biệt, tại vì loa nó lớn, nghe nó sướng. Nhưng mà phải không gian rộng nữa chứ. Nhỏ thì chơi cặp này thì hơi phí. Tại vì thứ nhất là cái cặp này nó rất là to. Anh em để nó chiếm diện tích nó rất là lớn. Nhà rộng cơ, ở dưới quê chứ ở trên thành phố mà chơi cặp này thì trừ khi mà kiểu dạng hội trường nước này kia. Còn đâu nếu mà ở nhà mà nhỏ thì con này nó đánh bay nóc nhà, rất to. Đấy. Anh em nào yêu thích thì có thể liên hệ với em. Cặp này nếu mà mua về quê hay là mang đi đám cưới đám xin hay là làm tiệc tùng thì con này là khủng ấy. Làm thêm quả vang micro với cả con đẩy ngon ngon nữa là ok. Cảm ơn tất cả anh em nhé.